Mức phụ cấp công tác lâu năm cho giáo viên miền núi. Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 76, giáo viên công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như sau. Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm. Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm. Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên. Như vậy, tùy thuộc vào thời gian công tác, giáo viên làm việc tại các khu vực miền núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có thể được hưởng mức phụ cấp công tác lâu năm đến 1 tháng lương cơ sở.